Thưa quý vị, trong chuyên đề Cuộc sống xanh đã phát sóng trước đây, chúng tôi đã lần lượt giới thiệu đến quý vị rất nhiều câu chuyện hay về những cá nhân, những tập thể với những mô hình, những sáng kiến hay trong cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước theo tinh thần chỉ thị 19 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ những mô hình, cách làm này mà ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã từng bước được lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được ghi nhận hoạt động này tại Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi nhé! Thưa quý vị, Đức Mạnh đang có mặt tại cư xá Lý Thường Kiệt ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và cùng đi với Đức Mạnh là chị Minh Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ của phường 7, quận 10. Ngày hôm nay Đức Mạnh với chị Minh Thảo có mặt tại cư xá Lý Thường Kiệt để chia sẻ với quý vị một câu chuyện về bảo vệ môi trường bằng một hình thức cũng khá là đặc biệt, đó là khoác áo mới cho những bức tường đã cũ, và cụ thể là tại cư xá Lý Thường Kiệt quận 10. Để quý vị hiểu hơn, chúng ta cùng trò chuyện với chị Minh Thảo quý vị nhé. Đức Mạnh xin chào chị Minh Thảo ạ. Dạ, chào anh Đức Mạnh, dạ. Chào khán giả. Cho Đức Mạnh hỏi chị Minh Thảo là những cái bức tường như thế này nè, mình bắt đầu mình làm từ khi nào và vì sao mình làm ạ? Những cái bức tường như thế này là Thảo bắt đầu làm là từ tháng 5, tháng 6. Và cái khởi nguồn bắt đầu là khi mà Thảo sinh hoạt cũng giống như là làm quen với các hoạt động ở tại khu phố, thì Thảo thấy những cái mảng tường ở đây nó rất là cũ và kỹ. Cho nên chính vì vậy là Thảo tới gặp mặt cũng như là ban quản trị cư xá để mà có thể là hướng tới là mình sẽ làm như thế nào để thay những cái mảng tường này để cho nó có sinh động hơn và nó đẹp hơn. Và để làm được cái điều này á, thì dĩ nhiên không phải một mình Thảo làm được, mà Thảo phải thông qua là ban quản trị cư xá cũng như là trao đổi các ý kiến để là lấy ý kiến ở bên cấp ủy, được sự đồng ý và được sự hỗ trợ kinh phí là từ hai nguồn đó. Bên cạnh đó thì Thảo cũng vận động là người bạn của mình là họa sĩ, ảnh có thể là tới đây có thể lên những cái market cũng như là vẽ những cái đường nét, và những cái hội viên phụ nữ tham gia cùng với anh để mà có thể là tô vẽ lên những cái bức tranh. Cư xá Lý Thường Kiệt này thì ra đời khá là lâu rồi quý vị, và những bức tường như thế này trước khi mà được khoác áo mới thì đã cũ kỹ lắm rồi, đúng không chị Thảo? Ở cư xá này thì có tất cả bao nhiêu tầng ạ? Và mỗi tầng thì thông điệp mình chuyển tải như thế nào ạ? Cư xá này thì có 5 tầng, thì mỗi tầng là đều có một cái thông điệp chuyển tải. Ví dụ như là tầng 1 ở đây thì mình lại sẽ tuyên truyền về cái phân loại rác tại nguồn, là phân loại rác, ví dụ như rác tái chế nè, rác hữu cơ, vân vân. Còn tầng thứ 2 là cái tuyên truyền về là không xả rác, là bảo vệ cái môi trường xanh, về cái môi trường của mình. Và tầng thứ 3 là Thảo tuyên truyền về cái nét văn hóa. Và tầng thứ 4 là cái nét đẹp xanh của thành phố. Và tầng thứ 5 là tuyên truyền về cái môi trường biển. Để làm được những cái điều này, thật ra là cái ở cư xá chung cư của mình là do là rất là cũ, và những cái mảng tường nó cũng rất là cũ, thì phải nhờ các anh là trước khi làm là mình phải chống thấm, cũng giống như là sử dụng những cái chất liệu là sơn dầu để là có thể là mình tẩy rửa được và mình lau chùi được, và cái độ bền nó sẽ lâu hơn. Trong thời gian tới thì cái hướng của phường là cũng sẽ tạo những cái mảng tường, cũng giống như là vừa qua là không có tạo cái mảng tường, do là phần ở dưới cái chung cư cao ốc nó đã đẹp rồi, thì mình sẽ tạo những cái mảng xanh cũng giống như là những cái khu vui chơi cho các em thiếu nhi. Và những cái nguyên vật liệu mình làm đều là những cái nguyên vật liệu mà bỏ đi, ví dụ như là bánh xe, là mình có thể là tạo những cái thùng rác cũng giống như là những cái bồn để mà trồng cây xanh nè. Dạ, cảm ơn chị Minh Thảo ạ. Thưa quý vị, thay đổi ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, một quá trình rất là lâu dài và phải bền bỉ và từng bước. Ví dụ tại cái cầu thang của cư xá này thì quý vị thấy những thông điệp rất rõ ràng về rác hữu cơ, rác nguy hại hay là rác tái chế. Và ở chung cư này còn những câu chuyện thú vị khác về bảo vệ môi trường. Và điều thú vị đó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu quý vị nhé. Thưa quý vị, ở cư xá Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngoài những mảng tường được vẽ với những bức hình, với những thông điệp về môi trường rất rõ, thì ở hành lang của cư xá này, như quý vị thấy, một mảng xanh với rất nhiều cây kiểng, nhiều chủng loại. Và ở đây thì quý vị thấy là người dân ở đây thì người ta tận dụng tất cả những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày để mà tạo nên mảng xanh của ngôi nhà mình đang sống, của hành lang của cư xá của mình. Và tại đây thì có một gia đình đang chuẩn bị cho những cái chậu cây mới. Đức Mạnh xin chào cô ạ. Dạ, chào con. Dạ, chào cô. Dạ, chào chú.
Thưa cô, là tất cả những chai lọ như thế này mình dùng để làm cái chậu trồng á, thì mình đi xin hay nó ở đâu ạ? Cũng có ở nhà, rồi cũng có bên xung quanh lối xóm. Rồi cô thấy tất cả những cái này mà bên gia đình nào mà người ta xài á, mà tới lúc hết thì ta bỏ đi ra ngoài kia thì cô lượm lại để làm. Vậy thì cái chi phí cho cái việc trồng những cây xanh ở dọc hành lang nơi mình sống này chi phí như thế nào ạ? Nó không tốn kém nhiều. Lý do là mình tận dụng những cái vật liệu phế thải. Phân thì mình cũng có cái nguồn phân. Mình một là mình lên mua cái phân mà phân xanh, hai là mình tạo ra được những cái phân mà mình có thể ủ được. Mình làm thành ra không có tốn gì hết trơn. Yeah. Cây thì mình chiết, ví dụ như bây giờ những cái cây, chẳng hạn như mấy cái cây này nè, thì nó nhảy ra nhiều, cô bắt đầu cô chiết ra, cô trồng lại. Rồi cái cây kim tiền thảo này thì cô cắt những cái nhánh đó, người ta có nó nhiều quá, nó sùm giống như cái chậu này, thì cô cắt ra, cô chiết ra, cô trồng, thành ra không có tốn gì hết. Ở đây thì con thấy là gia đình mình tận dụng những cái đồ bỏ đi, đặc biệt là những chai lọ nhựa, rồi mình phát triển một cái mảng xanh bé bé xinh xinh như thế này trước gia đình mình. Vậy thì với gia đình mình, cái việc mà phát triển mảng xanh bảo vệ môi trường này nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Trước hết là mình tận dụng những cái mà la chai lọ mà phế phẩm của mình đó, để khỏi có phải làm cho nó ô nhiễm hoặc là nó không có phân hủy được khi mà người ta rác thải. Cái thứ hai nữa là tạo cho một cái không khí trong lành, vui vẻ. Trước mắt là sáng sớm mình ra mình đã thấy những cái cây nó đẹp rồi, nó vui rồi, nó mát rồi đó. Rồi như vậy đó, bên cạnh những cái tại gia đình cô tận dụng những cái này để trồng những cái mảng xanh cho nó xanh sạch đẹp của khu phố, thì cô cũng động viên lối xóm của cô, bà con cô bác, những anh chị mà xung quanh, khi mà mình làm này thì người ta sẽ thấy, người ta thích, rồi mình sẽ tới nhà người ta, mình giúp người ta, mình trồng giùm để tạo tất cả mọi người trên cái chung cư của mình cho nó sạch đẹp. Các bà, các bà sáng hay dẫn ẩm cháo rồi đi ăn rồi qua chỉ rồi này kia nọ, về bà trồng cho tụi con coi vậy đó. Yeah. Hướng dẫn rồi người này lại chụp hình, người kia lại chụp hình để cho nó vui vậy thôi. Chứ ba cái này thì trồng tận dụng nó rất là tốt. Yeah. Cảm ơn ba, cảm ơn cô. Thưa quý vị, bên cạnh những câu chuyện được chúng tôi ghi nhận tại chung cư Lý Thường Kiệt, thì ở quận 10 còn có rất nhiều câu chuyện ý nghĩa khác về bảo vệ môi trường mà chính những phụ nữ nơi đây là tác giả. Phủ xanh mảng tường góp phần tạo mỹ quan đô thị tại chung cư Ấn Quang, hay tiết kiệm, việc làm nhỏ, lợi ích lớn, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa và nhiều cách làm thú vị khác trong bảo vệ môi trường là những ghi nhận tiếp theo của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Theo tôi nghĩ thì cái vấn đề là bảo vệ môi trường là cái chủ đề nóng nhất hiện nay của mọi người dân chúng ta. Bảo vệ môi trường tôi nghĩ là không khó, do ý thức của mỗi người, từng người phải trao đổi hoặc là tìm hiểu, vận động của tuyên truyền của phường và các chị em phụ nữ. Trước đây thì tôi trồng cây xanh ở trước hành lang, trước cửa. Xong rồi thấy ở đây là cái bảng tường này nó trống trải với lại nó dơ lắm, móc meo không à. Rồi tôi mới rủ mấy chị em là thôi mình mua sơn rồi mình làm cho nó đẹp, với cho mấy đứa bé rồi nó chơi. Rồi tôi mới làm cho nó đẹp vậy đó. Quá trình mình tạo ra như thế nào ạ? Thì mình mua... lấy viết chì mình chẻ, mình phát thảo lên, rồi mua sơn. Mua sơn về mà mỗi chị em, mỗi người tay chân, người sơn màu này, người sơn màu kia, làm trong vòng 2 ngày là xong. Cái ý nghĩa mình muốn mang tới là gì ạ? Là hả, sạch xanh cho thành phố, cho đẹp, sạch đẹp. Trong tất cả các hoạt động của hội thì hoạt động bảo vệ môi trường là một cái điểm nhấn cho cái việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội, thu hút hội viên đến với hội. Thì mỗi một người đều có một cái ý thích riêng, nhưng nếu mình đánh vào đúng cái tâm lý của hội viên thì họ lại đến với hội ngày càng đông hơn. Phương hướng của mình trong thời gian tới thì hội mình cũng có những cái hoạt động mà có thể là mình phát động rộng rãi đến cán bộ hội viên phụ nữ, không phải mà làm ở những cái điểm hội gia đình nữa, mà mình tập trung vào những cái như là chi hội an toàn, khu phố an toàn, rồi là các cái tuyến hẻm xanh, rồi là những cái tuyến hẻm thân thiện và an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đó là hướng tới của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 10.